Dù rất nhiều lần cảnh báo, rất nhiều bài học nhãn tiền, mất trăm triệu, bạc tỷ chỉ sau một cuộc gọi giả danh, một đường link hay một cú click chuột. Thế nhưng danh sách nạn nhân lừa đảo vẫn cứ nối dài. Gần nhất là vụ việc tại Cà Mau. Nhận được cuộc gọi cáo buộc liên quan vụ án rửa tiền, hai đối tượng tự xưng là công an, kiểm sát viên, kẻ tung người hứng lừa một người phụ nữ giàu chồng. Và rồi 650 triệu đồng bốc hơi, cứ như một cơn ác mộng. Theo thông tin ban đầu, người phụ nữ ngụ tại thành phố Cà Mau có tên viết tắt là NHN, nhận được cuộc gọi từ một đối tượng tự xưng là công an thành phố Hồ Chí Minh, thông báo bà liên quan đến vụ án ma túy và rửa tiền. Sau đó, một người khác gọi đến, nói mình là kiểm sát viên, thông báo lệnh bắt người và yêu cầu bà cung cấp đủ thông tin tài khoản ngân hàng để được bảo lãnh. Do lo sợ trước những lời hù dọa, nạn nhân chuyển 650 triệu đồng vào tài khoản do đối tượng cung cấp. Sau đó, những người này tiếp tục yêu cầu chuyển thêm tiền. Bà mới nghi ngờ mình bị lừa đảo và trình báo công an. Vào cuộc điều tra, công an xác định tài khoản bà N chuyển tiền vào là của người phụ nữ ngụ phường 9 thành phố Cà Mau. Tại cơ quan điều tra, người đàn ông có tên viết tắt là C khai nhận việc dùng thông tin của vợ và một số người thân trong gia đình tạo 11 tài khoản ngân hàng bán cho Lê Trần Phương Duy, 35 tuổi, ngụ huyện Trần Văn Thời, với giá 2 triệu rưỡi đồng một tài khoản. Ngoài ra, đối tượng còn mua thêm 80 tài khoản từ hai đầu mối khác, sau đó bán lại cho một người tên Ken, quen trên mạng xã hội, với giá 3 triệu đồng một tài khoản để thu lợi bất chính. Cơ quan chức năng khởi tố Duy để điều tra về tội thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng. Với người phụ nữ sau đây thì hơn hết phần thiên hạ. Cũng bị kẻ gian gọi điện tự xưng là công an, buộc chuyển tiền phối hợp điều tra vụ án liên quan đến ma túy. Vì lo lắng, hoảng sợ, bà chẳng chút mảy may mà thực hiện theo yêu cầu. Tuy nhiên, vào phút cuối, sự tình xoay chuyển nhờ sự mưu trí nhạy bén của giao dịch viên ngân hàng. Lãnh đạo công an tỉnh Bắc Giang cho biết, trước đó người phụ nữ có tên viết tắt là NTT ở huyện Sơn Động đến phòng giao dịch một chi nhánh ngân hàng tại huyện Sơn Động để thực hiện yêu cầu chuyển 130 triệu đồng. Bà đây cho biết mình được một đối tượng gọi điện tự xưng là cán bộ công an. Người này nói đang điều tra vụ án liên quan ma túy và yêu cầu bà chuyển tiền để phục vụ điều tra. Giao dịch viên ngân hàng nghi ngờ, nhận thấy có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản nên tuyên truyền cảnh báo cho khách hàng, đồng thời thông báo cho công an đến làm rõ, kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo. Qua sự việc, công an huyện Sơn Động biểu dương tinh thần phối hợp phòng ngừa đấu tranh với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng của cán bộ nhân viên phòng giao dịch ngân hàng trên địa bàn.